hay nghe từ lưu học sinh. Liếu xuế sang. Liếu. Liếu. Liếu xuế sang. Liếu xuế sang. Lưu học sinh. Liếu xuế sang. Liếu xuế sang. Lưu học sinh của Đại học Đông Phương. Đông Phương Đại học的留学生。东方大学的留学生。Lưu học sinh của Đại học Ngoại ngữ. Ngoại ngữ đại học的留学生。外语大学的留学生。Lưu học sinh của Học viện Ngôn ngữ. 语言学院的留学生。语言学院的留学生。Hãy nói, em tên là Đại Vệ, là lưu học sinh của Đại học Đông Phương. Tôi gọi Đại Vệ, là Đông Phương Đại học的留学生。我叫大卫，是东方大学的留学生。Bạn tên là gì? 你叫什么名字？你叫什么名字？ Anh là người nước nào? 你是哪国人？你是哪国人？ Tôi là người Mỹ. 我是美国人。 Tôi là người Việt Nam. 我是越南人。 Tôi là người Anh. 我是英国人。 Người Canada. 加拿大人。 Anh không phải người Trung Quốc à? 你不是中国人吗？你不是中国人吗？ Tôi không phải người Trung Quốc, tôi là người Mỹ. 我不是中国人，我是美国人。我不是中国人，我是美国人。Bây giờ hãy trả lời các câu hỏi sau theo nội dung của bài. Liu Ming là lão sư mà? Liu Ming là lão sư mà? 是，他是老师。 刘老师是外语大学的老师吗？刘老师是外语大学的老师吗？不是，他是东方大学的老师。不是，他是东方大学的老师。大卫是中国人吗？大卫是中国人吗？ 不是，大卫是美国人。不是，大卫是美国人。大卫是外语大学的留学生吗？大卫是外语大学的留学生吗？不是，他是东方大学的留学生。 不是，他是东方大学的留学生。陆雨萍是中国人吗？陆羽平是中国人吗？是，他是中国人。是，他是中国人。Bài học hôm nay đến đây là hết.